Cho bạn trong video này tôi sẽ giới thiệu cái đế sạc và lấy nguồn ra của cái pin RYOBI ONE dùng làm cái nguồn sạc dự phòng. Thì ở đây tôi có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là chỉ lấy nguồn ra, nó có luôn luôn sẽ có một cái đồng hồ báo điện áp để biết là cái điện áp của pin là bao nhiêu. Và phiên bản thứ hai lấy nguồn ra kèm với cả cái nguồn USB 5V hỗ trợ quick charge 3.0. Cái phiên bản này thì thực ra tôi làm khá là lâu rồi, nhưng bây giờ tôi mới làm video. Cục pin RYOBI ONE Plus mà các bạn thấy khi mà bạn tháo ra thì nó sẽ có mạch kiểu như này. Thực ra các phiên bản mạch nó sẽ khác nhau một chút tùy vào cái phiên bản của thị trường, nhưng mà nhìn chung thì là dạng kiểu này hoặc là nó sẽ nhỏ hơn một chút. Thì trong cái bộ pin thì bạn sẽ để ý ở đây nó sẽ có hai cái mút phét, hai mút phét này, một mút phét cho sạc và một mút phét cho sạc. Tức là cái dòng của này thì nó được tản nhiệt thẳng trên miếng nhôm lớn. Như vậy thì cái cục pin này, à cái mosfet này nó sẽ chịu được cái xả dòng liên tục ở thời gian cao hơn. Thường các cái cục pin của RYOBI ONE nó chết này do chết cái IC, chứ ít khi nó chết mosfet, rất ít khi chết mosfet vì cái khả năng tản nhiệt của mosfet ở trong cái cục pin này làm khá là ổn. Chiều sạc và chiều xả thì ở đây sạc xả là sạc xả chung thông qua cái cực vào, như vậy là nó giống các cái mạch đa năng đều sạc xả thông qua trục cưng. Hai cái con này thì một con phét nối với cả cái chân xả, tức là nối với chân bê âm để bảo vệ chiều xả, và một cái con thì ngược lại để bảo vệ chiều sạc. Cái cục pin này nó có hỗ trợ cái mạch sạc nhanh. Thì trên cái mạch sạc nhanh thì nó còn thêm một cái tiếp điểm để lấy cảm biến nhiệt. Nếu mà bạn sạc các sạc cốc của Trung Quốc thì thường nó chỉ lấy ba cái cực ở phía trên này thôi, âm dương và cái cực này điều khiển phét. Ở trong cái phiên bản của tôi, đây là cái phiên bản cũ, nó không có điều khiển phét, tức là gì, khi mà cái pin của bạn dùng xả kiệt, cái IC này nó sẽ cắt và nó sẽ không cho dòng sạc và không cho ra điện áp ra nữa. Vì vậy nếu mà bạn có cố sạc vào bạn cũng không sạc được, do đó bạn sẽ phải mở IC thông qua cái cực ở giữa này, à, xin lỗi, mở phét thông qua cái cực ở giữa. Thì trong cái phiên bản này là cái phiên bản đầu tiên nó không có cái tính năng là mở phét sau khi mà phét đã đóng, cho nên là nó chỉ được dùng trong trường hợp mà cái cục pin nó vẫn còn điện và nó vẫn cho ra ngoài điện. Thì bạn dùng để làm gì? Thứ nhất là bạn có thể dùng để sạc điện thoại hoặc là lấy nguồn để thắp sáng hay là làm một cái công việc gì đó. Cái chân này thì hỗ trợ cho cái điện, cái dòng ra nó cỡ khoảng độ tầm nhỏ hơn bằng 5A. Nó có cái đồng hồ báo vô. Đấy, khi gắn là sẽ như này để báo chúng ta biết được cả cái điện áp của bộ pin đang sử dụng là bao nhiêu vô. Cái thường cái bộ pin này nó ngắt ở tầm điện áp một bộ pin dưới 3,2V nó sẽ ngắt, đóng phét luôn. Thì trong trường hợp mà phét đóng thì bắt buộc bạn sẽ phải sử dụng cái sạc zin, hoặc là bạn sẽ phải điều khiển mở phét thông qua cái chân ở giữa này để bạn mở. Cái phiên bản đầu của tôi thì hiện tại chỉ là lấy ra điện áp, báo điện áp pin này. Có thể trong khi mà phét vẫn còn mở như thế này thì bạn có thể sử dụng một cái sạc 21V. Đây bạn cắm vào để bạn sạc pin bình thường. Cái mạch ở trên cái đây mình cắm vào sạc pin bình thường như này. Cái mạch ở trên thân pin này nó có bảo vệ điện áp từng cell pin một, cho nên là bạn hoàn toàn yên tâm là bạn có thể sạc thẳng vào cái cực âm dương mà mạch nó vẫn ngắt. Mạch ngắt là nó sẽ cắt cái phét và chiều sạc, cho nên là bạn cái phét đấy chỉ cần khi mà bạn cắm tải vào là tự khắc nó mở, cho nên là bạn yên tâm. Cục pin này là bị lệch pin rồi, bạn thấy là cắm một lúc mà tự nhiên nó nhảy lên 21, 21 này là phét nó bị đóng. Đấy. Bạn nhổ ra nó chỉ còn 18, tức là trong cái cục pin này điện áp nó đã bị lệch. Cái này bình thường thôi, bởi vì cái cục pin này tôi đang có là cái cục pin tôi chưa thay cell, vẫn cell gốc cũ, cho nên nó bị kiểu vậy. Tức là cái cell này cell kém rồi mà, cell LG cũ nó kém. Cục pin này thì nó đóng phét rồi, bạn thấy. Nó không ra điện luôn, đóng phét. Thế trong trường hợp đóng phét thì bạn có cắm cái này vào, nó cũng không sạc. Đấy. Vì nó đóng phét cho nên bạn bắt buộc phải mở phét. Thì cái phiên bản sau thì tôi cũng làm rồi nhưng tôi chưa làm video thôi. Phiên bản sau thì tôi sẽ có một cái công tắc này mở phét. Trong trường hợp nó đóng, bạn vẫn mở phét và bạn vẫn sạc được. Còn cái cục này thì có vấn đề. Pin bị điện áp bị lệch. Thì đây là cái cách mà bạn có thể theo dõi cái quá trình sạc pin và sử dụng cái đế này như là một cái đế sạc khẩn cấp. Trong trường hợp mà bạn đi làm, điện pin cần hết, bạn có thể cắm và sạc. Có hỗ trợ theo dõi pin. Đây là hai cái phiên bản dạng cùng này bị lệch pin. Mà thấy là nó có bảo vệ pin.
Bởi vì chỉ cần một cái bộ pin trong năm cái bộ này lớn hơn 4, thường là 4,16, 4,17 V là nó ngắt. Thế là nó có bảo vệ. Cho nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sạc thẳng vào cực âm dương vẫn bảo vệ. Đó, tôi sẽ làm cái video mới giới thiệu về cái đế sạc mà có mở phét sau. Còn hiện tại đây là cái đế sạc chưa mở phét và chủ yếu được sử dụng để lấy nguồn. Lấy nguồn có thể để sạc cho điện thoại hay làm gì đó. Ví dụ bạn có thể lấy cái nguồn này. Con lần này hỗ trợ quick charge 3.0 nhá. Bạn có thể dùng để sạc điện thoại. Đây, sẽ thành như này. Cái dây cáp này lọc quá. Biết còn dùng được không đây? Cáp cắm không thêm vào. Ok. Chúng ta sẽ lấy một cái cáp khác để demo cho cái tính năng dùng làm nguồn sạc dự phòng. Ok, một đợt quý trà rồi, nó khá là tiện dụng, nó dùng tương tự các cái sạc cốc của Trung Quốc và giá khá là rẻ. Ví dụ cái bộ này chỉ tầm 60.000 thôi. Rồi, xin các bạn đã theo dõi.